để tôi hỗ trợ. Em sao? Ê, ê, nhìn đi chứ anh đội nón bảo hiểm á. Chết rồi. Cuộc sống này rất là khó đoán lòng. Em cười tôi. Ôi, lúc đầu chơi em nói ai ngốc ghét nhỉ. Bao đại nhân ơi quá quá. Bao đại nhân ơi quát quát. Bao đại nhân ơi quát quát. Thì trả thì phải trả thôi. Nhân 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 ngon có một tấm thẻ thì em cũng có một tấm thẻ mà. Ủa thật sự là trong này là có tên ai khác ngoài tên em không? Không, không hiểu sao em bóc trúng thẻ Lan Ngọc làm thì Trương Thiết Vinh chịu. Cái này là thời em. Ủa bắt cái gì vậy trời ơi. Ngon có một tấm thẻ thì em cũng có một tấm thẻ mà. Đợi xíu. Rồi. Thì ngày hôm nay phải nói là ba đứa chơi nó xuất sắc. Giống như là trời sinh là bộ ba cá mòi vậy đó. Bộ ba cá mòi. Trời ơi, chơi tới đâu là thắng tới đó. Mà thắng tuyệt đối. Bên mình là một trong những cái bộ ba mà cũng là đỉnh cao. Thua là thua tuyệt luôn. Hình phạt đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có vị trí được đánh dấu ở đây. Chúng ta sẽ ngồi. Để cho người thắng ngồi lên xe đạp. Người thua ngồi. Và tâm đón nhận hả? Buông bỏ đón nhận. Người thắng sẽ ngồi lên đây. Và em chúng ta mê, đạp anh gặp em mê tốc độ nữa. Tốc độ. Hãy đạp thông dong. Hãy đạp cho văng qua bên kia cánh cửa. Là thành công. Quá tuyệt vời. Ở đây chúng ta có ba người bị phạt. Đó là Tiến Luật, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Nhưng mà tôi nhớ trong thâm tâm, trong tâm trí tôi là cái đập hồi xưa cách đây mấy tuần là Ngân có được một tấm thẻ. Nhưng mà ba nụ vẫn còn làm việc ở những số tiếp theo. Nên chúng ta có phần thưởng dành cho những tập tiếp theo. Đây là lợi thế. Rồi, mời Thúy Ngân. Thẻ quýt làm cao chịu. Thẻ quýt làm cao chịu là làm sai rồi. Nhưng bây giờ có thể kêu cam chịu được. Cam đó có thể là ở đội thắng. Hoặc cam đó cũng có thể là đội thua. Cô bé ơi, cam đó có thể là bên đội thắng nha em ruột. Cam có thể đó là đội thắng hoặc cũng có thể là đội thua. Ngân anh mệt lắm rồi Ngân. Thương anh Ngân. Chiếc thẻ quyền lực đó. Người phạt đầu tiên là Trương Thế Vinh. Xin mời. Mình có thể vừa đạp vừa hát bài xe đạp ơi. Hai, không, ba. Em sẽ hát bài khác. Em hát một bài rất hợp với HTV họ hay hát mỗi mùa. Đó là bài quay nhanh quay, quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Vâng, vô, 2, 3. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Người ơi, quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Ôi trời ơi. Rồi, xin cảm ơn. Ôi trời ơi. Trời ơi, ghê vậy. Bịt cái mũi không? Anh Vinh có bịt cái mũi không? Giấc mơ tuyết trắng của anh Vinh đi sao? Người thứ hai, tôi xin phép hỏi Tiến Luật có ai ý kiến gì không ạ? Trời ơi, thân sẽ khoan tàn không nhận ra. Anh ơi, anh nhưng mà tội nghiệp bé Phước lắm. Tại bé Phước nói là anh Luật lớn á, bé Phước làm vậy cũng sợ. Nhưng mà anh Luật cho phép nha. Không sao em, đây là cuộc chơi, thua là phải chung. Lên đi đó, cưng. Đó, nên Phước. Em lên thảo mì đường. Em khoan, lên khoan đã. Em bóp kèn nha anh Luật. Con nhỏ này nó láo thành. Ngày xưa ai là Thank you.
để tôi hỗ trợ. Em sao? Ê, ê, nhìn thấy nhanh là anh đội nón bảo hiểm á. Ê, ê, khoan anh, em nghĩ anh không nên đứng dậy. Anh không cần vội, anh cứ ngồi đấy. Như vậy là ngưng, ngưng. Trời ơi, Ngân à. Trời ơi Ngân ơi, tôi hận em tới suốt cuộc đời mày luôn Ngân. Bây giờ anh nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ cho em là Ngân, anh không nói gì với Ngân. Em dạ. Trà sữa hồi nãy em uống anh lo. Dạ. 20 ổ bánh anh lo. Anh đi quay một ngày đâu có bao nhiêu tiền đâu Ngân. Tự nhiên anh không chạy. Anh mua 5 triệu mấy tiền đồ ăn. Đây, bột rồi bánh xèo đây. Vậy vậy thì bây giờ mình có một cái deal. Lần sau mà em thua là anh trả. Được. Em thua tôi trả. Vậy thì em sử dụng đi. Tôi chọn bên nào, tôi chọn ai thì em sử dụng người đó. Okay, tôi có thể dùng tiền để tôi lo cho em. Okay. Trời ơi trời. Đúng rồi, cũng được. Trở lại rồi mọi người à. Lôi Lan Ngọc ra, lôi Lan Ngọc ra. Cuối cùng người ta cũng đã trở lại rồi. Ôi, mất cúp lâu lắm. Cuộc sống ơi, em ra đây. Chết rồi. Cuộc sống này rất là khó đoán lòng. Em em cười tôi. Ôi, lúc đầu chơi em nói ai ngốc nghếch nhỉ. Bao đại nhân ơi, quát quát. Bao đại nhân ơi, quát quát. Bao đại nhân ơi, quát quát. Vào đây. Em có nói với đồng ngốc cách đâu rồi. Đây con gái gái. Đây đây đây. Anh luôn cẩn thận. Nhưng mà. Nhưng cái gì nữa? Nhưng nghĩa cái gì? Ngồi xuống. Những nụ cười của em đã mất tiêu rồi. Không phải, khoan đi cho em nói cái thêm. Nói đi, nói thoải mái. Tại vì á, trong cuộc sống này á, có vay có trả em biết. Vay trả thì phải trả thôi. Nhưng Ngân có một tấm thẻ thì em cũng có một tấm thẻ mà. Lan Ngọc. Ủa thật sự là trong này là có tên ai khác ngoài tên em không? Không, không hiểu, sao? Em bóc trúng thẻ Lan Ngọc làm thì Trương Thiết Vinh chịu. Wow. Cái này là thời á em. Ủa bắt cái gì vậy trời ơi. Ngân có một tấm thẻ thì em cũng có một tấm thẻ mà. Đổi người liền giùm em. Đợi xíu. Trời. Và Lan Ngọc có tấm thẻ là Lan Ngọc làm Trương Thế Vinh chịu. Hồi nãy em cản anh rồi mà anh không nghe. Thanh Vinh chị đến. Mời, nói chung bây giờ hết rồi, tại Vinh không có thẻ đâu. Anh chịu đúng rồi đó. Ngọc, lên đạp đi em. Chị Ngọc, Ngọc ơi đi chị Ngọc. Em bị rồi, bị nữa có cái sao người đâu. Cái ơi, đạp sẽ đạp mày là anh Luân. Ê. Đúng vậy. Đúng lâu lắm đó. Đúng vậy. Thả micro. Vinh ơi, xin lỗi em. Xin lỗi gì? Ây da. Đã đến lúc. Lên luôn. Tôi chưa lên. Đi lên đi. Lên thoải mái. Ủa sao anh... Bài thích, thích nhạc gì? Tôi thích bài à. Cho bài tình bạn đi. Tình bạn. Bạn tôi sáng như nắng. Lên dáng đường. Lên dáng đường. Bạn tôi sáng đạp xe. Bao nhiêu cây số vậy? 20 cây số. 20 cây số. 20 cây số sai rồi đạp nhanh lắm. Hằng đi giày thêm. Cho thêm mới hết một rồi. Cho thêm mới hết một rồi. Đưa. Thôi. Thôi. Đủ rồi. Anh khép miệng lại đi. Vô. Như vậy là chúng ta đã kết thúc ngày hôm nay rất là vui vẻ. Và vỗ tay cho tất cả mọi người đã ủng hộ. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả, các bạn nhỏ. Ngọc Phước thân mến, ngày hôm nay Ngọc Phước tham gia với các anh chị rất là vui và rất là hào hứng. Từ đầu giờ không có gì gọi là buồn phiền cả. Dạ đúng. Cảm xúc ngày hôm nay sao? Cảm xúc của em thấy thỏa mãn. Khi anh Luật bị vậy đúng không?
Không, ý là khi anh Luật bị như vậy mà cái đôi bàn chân của em là người đạp anh Luật dẫn lên như vậy á. Em... Ủa, em buồn lắm. Em buồn lắm hả? Em buồn lắm. Em buồn lắm. Không phải, ý là tại... Là em buồn cười á. Và đặc biệt ngày hôm nay em chứng kiến một cái người idol của em trưởng thành hơn, dạng dĩ hơn, rồi trải nghiệm nhiều hơn. Thì em còn cảm thấy là hôm nay của em thật sự rất hạnh phúc. Em cảm ơn anh Luật. Ủa, idol của em là ai mà chị? Là anh đó. Đạp vô mặt idol. Vậy là em đạp vô mặt idol rồi. Không có, cái bánh xe nó ấy á, em là gián tiếp thôi. Vô tri. Anh nói hai người luôn á. Bây giờ là hình phạt dành cho đội thua. Chọn vị trí, mỗi người một vị trí. Vô, cứ thế mà giờ cho chọn luôn. Ủa là nó khác nhau hay sao? Khác nhau. Đứng đâu? Có nghĩa là có thể là không bị gì hết đúng không? Để anh lo cho em. Em yên tâm. Em yên tâm. Để đây em phục vụ. Đội thắng sẽ hỗ trợ từng người một mở nách, sau đó cắm cái này vô. Để có kẹo rớt xuống thì nó sẽ xì lên. Cái này có gọi là hỗ trợ không vậy? Hỗ trợ. 1, 2, 3. Đúng rồi. Em ở quê trước. Được cái đầu lên đây. Nó không có vô liền đâu Ngọc. Ít nhất nó cũng phải 2 giây. Có đâu anh, nó phụt lên liền. Không có, bảo đảm. Mấy lần rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chán kìa. Tao phải giữ cái chai chứ. Em tay đâu mà giữ nữa. Mày giúp lên. Thấy chưa? Nhanh vậy? Rồi, tới, shoot. Không có. Nước. Có, đâu được. Hết nước rồi. Rồi, shoot Thế Vinh. Phải đè anh shoot nữa, anh Vinh xuống. Trời ơi, hại đồng đội luôn. Anh chưa làm mà, anh chưa làm mà. Đội thắng đứng đây chuẩn bị cười nhẹ. Đội thua chuẩn bị bị phạt. Tôi góp ý cái. Ủa sao lần nào tới cái này em cũng bước lên hết vậy? Tất cả là nghiệp. Ai lên trước? Tôi. Xin đàn mời. Ông phải đi trước. Đưa video lại. Anh đi nha. Anh em. Chọn đi. Anh chọn màu vàng giống như em đi. Em thách anh chọn màu vàng. Trong giây phút anh Luật chia à. Tay. Ghê quá. Linh kéo. Bước vô. Rồi. Khai đào. Màu gì? Bây giờ tôi mà chọn màu vàng là hai đứa em tôi nó ghét tôi lắm. Chọn đi, thích chọn gì chọn vào đấy. Bây giờ nè, tôi cho hai em chọn giùm tôi. Rồi ok, tôi lấy màu hồng. Rồi màu hồng. Có lời gì muốn nói không? Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức chương trình Mỹ Nụ Cười Xuân đã tạo điều kiện cho tôi chơi một trò chơi rất ý nghĩa. Xin cảm ơn khách mời Ân Hoàng Phúc. Lần đầu tới chơi mà không nương cái gì hết. Hy vọng anh góp mặt trong những chương trình sau. 3, 2, 1, vô! Trời ơi, tôi bị luôn, tôi dính kèo luôn rồi. Sao anh thấy sao? Bấm mấy gạt nước giùm anh cái cưng. Bấm mấy gạt nước giùm anh cái coi. Rồi, mời xuống. Wow. Trời ơi. Không ngờ luôn á. Cái bộ râu này mà dính kem nữa. Cười cái gì tôi? Em có cười cái gì đâu. Ê, em quẹt cái gì lên mặt tôi vậy? Chùi với anh rồi, anh còn muốn gì nữa à? Em chùi đi, mà em cười em đừng trách tôi. Em không được cười vô mặt tôi. Ngọc lên. Vinh, giúp giùm anh Vinh. Em vô với anh no, mà no, nè. Nhiều lắm hả em?
Bóng đen luôn. Ngọc. Màu gì? Vàng. Vàng cây lá bay. Rồi giữ đi. Ba, hai vòng vô. Vô. Rồi. Mở. Ok. Ôi, cái vô mũi không vậy chị? Ôi, cái vô mũi không vậy? Hãy để ý Thúy Ngân sẽ cười. Thấy chưa? Thấy chưa? Không có mắc cười. Mà anh Lực anh nói là em cười. Còn cái cuối cùng. Vô luôn. Đề nghị cái cuối cùng mình cho khách mời lên đứng thử được không? Lên. Lâm Phí Dạ. Dạ, người đáng tội chết. Đây là giờ người dân phải trả giá. Không có quan ức gì hết. Đi lên. Ba, hai, một, bắn. Ủa anh? Bình hơn dạ? Quá hên luôn. Quá hên luôn á. Đồi Ân Quần Phúc sạch đẹp tươm tất. Đồi Tiến Lực. MC cũng đâu thua gì tôi. Do tôi đứng gần nè. Cũng bấy ba hết rồi. Đó, đứng gần cũng dính lây nè. Nhưng mà không sao kệ, vậy cho nó vui. Ủa sao dính tùm lum lỗ tai tùm lum hết trơn vậy? Ờ, à, tại vì diện tích mặt tôi bự đó bạn. Ngày hôm nay cảm ơn Ân Hoàng Phúc đã đến chơi một cách không nhường nhìn anh em. Chưa hề thua luôn á. Nhường quá trời còn gì nữa. Nhường rồi đó hả? Ừ, nãy giờ nhường lắm rồi đó. Anh Phúc để hy sinh cho chị Dạ bóp tùm lum tùm la. Tôi chỉ hỏi một câu là Thúy Ngân đóng vai trò gì bên đội Ân Hoàng Phúc? Em vai trò là chủ chốt chứ bộ. Em là người tình nòng cốt của đội. Em hướng dẫn hai anh đẩy qua bên đây, đẩy qua bên đây để cho diệt ba người bên kia. Diệt ba người bên kia, người ta dùng từ ghê không? Ăn thì muốn nói làm sao cũng được. Đúng. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã yêu thương chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Ân Phúc hôm nay ra về với một khuôn mặt sạch sẽ. Sạch sẽ, bộ đồ sạch sẽ. Vô tình Thúy Ngân, Trương Thế Vinh được sạch sẽ lay. Hay quá là hay. Đừng nói gì hết. Hãy nhớ ngày hôm nay. Đừng nói. Đừng nói gì hết. Chúng ta sẽ chờ đợi một số đồ đó. Tiến Luật sẽ quay lại và cho Thúy Ngân biết như thế nào là cay lạy. Em không sợ đâu. Không sợ. Em đề nghị lần sau là phải ba cái kem luôn. Đừng có chơi giấy nữa, không vui nha. Đúng. Lần sau đã bị phạt thì phải cho ra phạt. Đúng. Cà lem hết. Đồng ý không? Đồng ý. Không, không. Em đề nghị đừng lấy kem nữa. Đổi thành cà ri đi. Trời ơi. Chơi là phải chơi cho tới. Được. Cà ri thì cà ri. Nhớ mãi câu nói này. Chúng ta vẫn là bột và kem cà ri dành riêng cho Thúy Ngân. Oh yeah. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại với Bảy Nụ Cười Xuân. Bây giờ là hình phạt dành cho đội thua cuộc, đội màu hồng. Ngân ơi, vô. Nếu em mà... nói em chơi do anh ói luôn đúng không? Cái gì vậy? À? Nếu mà người ta đúng là đàn ông, người ta phải nhường nhịn phụ nữ. Đúng, cho chị che cái mặt lại. Hả ông già? Hello, two, three, two, three. Chị không nói nên lời luôn, chị không... Đau không? Chị không trả lời luôn. Người tiếp theo, Linh Dương đang học. Mạnh là ra tới đây luôn nè. Điếc luôn chứ không có đau. Anh nhổ lỗ tai luôn.
Linh Dương Lan Ngọc. Trời ơi, khoan cho em hỏi cái làm. Tại vì em mới làm răng cái nú nó khá bú đó mọi người. Đúng nếu sao? Mà vô cái miệng là thấy bác sĩ luôn. Hãy cho Ngọc biết thế nào là cuộc đời đi Lộc ạ. Trời ơi. Trời ơi, nhanh lên. Phải ngậm cái miệng lại chứ nó bắn ra mồm đấy. Lộc khoan, Lộc, nãy giờ em có làm gì anh đâu đúng không? Ừ. Nãy giờ là đến mà thời gian qua là rất khổ lao. Đề nghị bắn tha thiết. Đừng chẳng bị gì vậy? Thì đừng có nói nó bắn vào mồm đấy. Sao cái này hồi hộp quá. Nó đau đớn không phải là bắn mà là nhắm. Đó cái cảm giác của anh là vậy hả cưng? Không có bắn, nó vậy nên nó mới đã, hiểu không? Không biết lúc nào á. Trời ơi. Lực ơi, bắn lên Lực. Không, lần đầu tiên tha thiết được bắn hả? Em mệt lắm rồi đó, trời lắm quá em mệt. Thiệt á anh Lực. Thiệt á anh Lực. Bây giờ tới lượt ai? Thấy điều gì rồi chưa? Thấy hậu quả gì rồi chưa? Trời ơi, xong, có tâm với anh chị đi mấy đứa ơi. Không sợ, không sợ, không sợ. Tôi Liên Hoa. Vô. Qua. Qua. Nhạc gì đâu mà tình đàn tình đàn hồi hộp vậy? Sao làm cái chuyện gì mà có lỗi với người khác Liên Hoa? Ủa sao cái người thắng mà hay không có vui vẻ gì hết trơn vậy? Hãy bắn đi. Ủa bắn chưa? Biết bắn không? Ấn vào đây là bắn anh. Bắn vào đâu? Không được. Ấn vào cái này đúng không? Để lâu giống như chị nãy cảm giác nó khó tả lắm. Không chị ơi. Nó có nhìn, nó có cho nhìn thấy cái gì đâu mà khó tả. Anh giờ anh bắn này. Ok. Không sao. Xong rồi đó. Sao anh yếu nhở? Cái này đơn giản. Cái này là em là... xa xa nó tué ra đó. Được. Em hả? Bắn đi. Nhanh lên. Vô. Trời ơi. Phụt. Ai cũng nhẹ. Con bé Ngọc là bị nặng. Như vậy là ngày nay chúng ta chơi rất là vui và phạt cũng rất là này nọ. Thì Luật thấy Ngọc hôm nay chơi như thế nào? Quá nhiệt tình. Ủa sao bình thường anh chửi bới tèo dữ lắm mà. Quá nhiệt tình, đây là một cô gái mạnh mẽ và nhiệt tình. Nhiệt huyết. Tôi nghĩ là tương lai cô gái này sẽ còn phát triển đều đặn. Thôi anh ơi. Thưa em không? Chúc cho Cedar Food của em làm ăn phát tài nha. 1.000 ly thêm không anh? 1.000 anh ủng hộ em 100 ly chứ. Thêm 100 ly nữa không? Chưa, ủng hộ mọi người luôn. Tôi đã kêu 100 ly tôi mời đâu mọi người rồi. Thôi có rồi, đừng nói vậy. Rồi bây giờ Lan thấy hôm nay chơi sao? Dạ em thấy vui, ý là đó giờ em chỉ coi cái chương trình này qua TV thôi, nhưng mà lần đầu tiên hôm nay em được trải nghiệm, em thấy vui thật sự. Ừ, cảm ơn Lan đến với chương trình ngày hôm nay. Tuyệt vời. Vẫn không bể. Tuyệt vời. Không bể luôn. Thôi đó. Em phải bóp. Wow. Và thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào, hẹn gặp lại.